Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, các hiện tượng thời tiết diễn ra cực đoan, gây thiệt hại lớn ở nhiều khu vực trong cả nước. Trong đó hạn hán xảy ra ở cả ba miền, xâm nhập mặn vượt mức lịch sử tại đồng bằng sông Cửu Long, mưa lớn kèm theo rông, lốc, xét, mưa đá xảy ra liên tiếp tại miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên. Và đây là hiện tượng hiếm gặp, báo hiệu sự bất thường của thiên tai. Tuy vào thời điểm mùa khô tại Nam Trung Bộ, nhưng mưa lớn xuất hiện bất thường khiến hàng chục nghìn hecta lúa ngập sâu trong nước. Còn tại Bắc Bộ, 4 tháng đầu năm có 7 đợt mưa rông, lốc xét kèm theo mưa đá trên diện rộng trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố miền Bắc, nhất là tại các tỉnh miền núi. Thường thường ấy, trong quy luật khí hậu nó có sự bù trừ. Ở đầu mùa đông, tháng 11, tháng 2, tháng 3, tháng 4 cho đến tháng 5 mà nó vẫn còn hạn. Thì vậy thì cái lượng mưa trung bình ấy nó phải dồn vào cuối năm. Nên nó có tính bù trừ thì cuối năm sẽ phải mưa to. Thế cho nên là chúng ta phải đề phòng cái trường hợp mưa to vào cuối năm ở những vùng mà bị hạn hán kéo dài. Nếu điểm lại các thời điểm thiên tai xảy ra vào năm 2017 cho thấy các đợt mưa kéo dài với lượng lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất kinh hoàng. Hồ Hòa Bình lần đầu tiên đã phải xả lũ khẩn cấp 8 cửa xả với lưu lượng lớn nhất lên đến 16.520 m3 một giây. Số lượng cơn bão đạt kỷ lục trong lịch sử với 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Và năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã đưa ra những cảnh báo sau các đợt khô hạn kéo dài của năm nay, nguy cơ xuất hiện mưa lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra. Chúng tôi dựa trên những cái nghiên cứu của mình. Thứ hai là dựa trên những cái sản phẩm chúng tôi có được. Chúng tôi cũng trao đổi với những các đồng nghiệp trên thế giới như ở châu ở châu Âu này, ở Mỹ, ở Úc và chúng tôi thảo luận với nhau. Cái thứ ba là chúng tôi cũng có cái thống kê riêng của chúng tôi, thống kê riêng từ những hai ba chục năm trở lại đây và chúng tôi thấy một cái, cái điều đấy, nó, cái khả năng nó xảy ra. Sau cái thời kỳ mà hạn hán như vừa rồi mà điển hình là khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chẳng hạn thì có khả năng là cái lượng mưa của tháng chín tháng mười mà nó gia tăng so với đường nhiều năm thì có thể kèm theo những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm nó tăng lên. Ví dụ như là các cái đợt mưa lớn có thể nó gia tăng, lũ trồng lũ. Theo dự báo, năm nay khả năng có khoảng từ 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta, tập trung nhiều ở khu vực trung bộ và phía nam trong những tháng nửa cuối năm 2020. Trước cái tình hình thiên tai như vậy, nguồn lực đầu tư của nhà nước của xã hội phải tập trung nhiều hơn. Thứ hai nữa, công tác cảnh báo chúng ta phải đầu tư nhiều hơn. Trước mắt là chúng ta phải đan dày cái mạng lưới quan trắc về mưa, về đo mặn, về dòng chảy. Về lâu về dài chúng ta sẽ cố gắng có những bản tin đủ dài để chúng ta có những quy hoạch phát triển. Trước những cảnh báo như vậy, ngay từ bây giờ, người dân và chính quyền địa phương cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó ngay từ bây giờ để giảm thiểu thiệt hại.